Xin giới thiệu với Xin chào quý vị và các bạn đang xem buổi trực tiếp của anh em chúng tôi. Hôm nay là hoàn thành xong những công trình giải đá giải gỗ ở khu vực Ủy ban nhân dân huyện Tiên Nữ. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Nữ. Đấy, anh em chúng tôi là cũng sắp hoàn thành rồi. Đấy. Mong anh em mong anh em thực sự là ủng hộ anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi rất nhiệt tình, công việc rất trôi chảy, toàn bộ các thứ là ok, nhất trí rồi, sếp ok, okay. Ban thưởng cho anh em sản phẩm rất là hoành tráng và một hệ thống giải gỗ giải đá cực kỳ hoành tráng tại Ủy ban huyện Tiên Nữ đã được anh em của hội Mỹ thuật Hưng Yên, xưa Mỹ thuật Tùng Hồ đã thi công và hoàn thiện. Đến hôm nay là cái sản phẩm đã chuẩn bị hoàn thành. Đấy, các bạn đã xem sự hoành tráng. Đấy, một công trình khá là rộng, hoàn toàn hệ thống thi công của Tân Đá do anh em hội Mỹ thuật Tùng Bờ Rồ thi công. Đấy, các bạn ủng hộ hãy cho anh em xin một like và chia sẻ. Đấy. Và đây là anh em nghệ sĩ làm cột vân đá màu vàng. Đấy, anh em nhìn thấy đẹp chưa? Và đây là những cái đường nô cuối cùng thể hiện cái lăn bóng để bảo vệ sự bền bỉ cho công trình. Đấy, Cương ơi, vào mấy cái cột tròn này là cái bắt mắt nhất, đánh cột tròn. Đấy, mặc dù anh không cao nhưng đôi tay anh với rất cao. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cái mặt đấy là phải tập trung. À, đẹp. Nào, hình dáng. Đấy, anh em có nhu cầu làm tân đá, tân gỗ thì hãy ủng hộ anh em Mỹ thuật Hưng Yên nhé. Kia bên trên kia các bạn thấy là phần làm đá chấm của Minh Sao Ngón đang chấm một tiền nốt. Đấy. Đúng rồi, nó trẻ đúng nét căng. Nào, anh nhảy một điệu để gửi cho chào tạm biệt các bạn nào. Nào, vũ điệu với cây gậy Lan Sơn nào. Nào, tí nào. Nào, quẩy tưng bừng lên nào. Rất nghệ sĩ. Này, các bạn nhìn thấy hệ thống cực kỳ hoành tráng. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Các bạn hãy ủng hộ cho Tùng xin một tim nhé. Đấy. Để anh xem là sẽ làm ra nhiều sản phẩm đẹp hơn nữa, đẹp hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ. Bye cùng.